Chào tất cả mọi người, các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc cành dài cái gạo gấp nha các bạn. Đó, cái mua gạo cặp rồi thôi. Hai bên cặp lại nha các bạn, cặp dụng đất vừa sắt né này nha các bạn. Mở cái con đường cho nó rộng rộng nha các bạn. Cái xe cuốc cành vàng để tiếng Trung Quốc không các bạn, JC120 nha các bạn, Komatsu. Cây cần này là cây cần chấp nối nha các bạn, nối thêm vô dài nha, cái nó ngó ngay chỗ cái đoạn nối đen đen đấy các bạn. Lên đây nghe các bạn. Quờ rất là xa nha, hai bên mà mình đổ có khoảng từ bên này cần nó qua đây có khoảng 12 mét đó các bạn, trời qua trên nữa nha các bạn. Mình nói gì chứ không biết là cây cần là dài bao nhiêu mét nha, các bạn biết cây cần là dài nhiêu mét thì hãy bình luận dưới cho mình biết nha các bạn. Chứ mình thấy cái anh để chỗ chính giữa anh quờ qua hai bên là rất là xa nha, múc đất ở dưới cặp mé xong để lên trên nha các bạn, mở cái con đường này cho nó rộng rộng á, thông thoáng, xe dễ lưu thông á các bạn, rồi đổ đá lên nha. Cái gạo đổ quờ nha các bạn, để mình quay xuống cái gạo gấp đất nha các bạn. Đó các bạn, xe cuốc gấp đất để lên nha các bạn. Sình ở dưới sông các bạn, dưới sông bữa đó mình quay cái chiếc kia múc để lên trên nè, giờ anh này anh gấp anh liền vô trong vì là múc hai cấp nè các bạn. Bắt rất là khủng lồ nè. Lên cái cây luôn nha các bạn. Quay về xe cuốc mình ngừng ở đây nha các bạn, rồi mình đi lên kia mình quay chiếc máy cày cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó chiếc máy cày nằm ở trong đó, dây nhợ bỏ tùm lum hết trơn nha. Bạn biết chiếc này chiếc gì thì hãy bình luận cho mình biết nha các bạn, để mình lên mình coi cái hiệu của chiếc gì nha. Đó các bạn, dây nhợ của chúng ta nè, bỏ cái cài này rất là lâu nha các bạn. Cái cài này mình nghĩ chắc sử dụng sửa lại xài được các bạn. Đồ đạc cũng còn rất là mới nha các bạn. Xài qua lăn luôn các bạn ơi. Đó, bánh còn nguyên xi luôn nha các bạn.
Cái dàn mùi thì chống lỏng các bạn, dây nhợ cũng bò lên luôn, và cái dây nhãn lồng các bạn, ở quê mình kêu dây chấp mau các bạn, bỏ trong cái khu vực này, này. Chiếc máy cày này không biết chừng nào người ta lấy sử dụng rồi các bạn ơi. Phải có chủ nhà ở đây mình hỏi chiếc máy cày này hiệu gì ha. Bạn thấy không? Khung cảnh đây nè. Rừng cây cối không nha các bạn. Có cái anh chạy xe tới kìa. Anh chạy qua các bạn. Bạn thấy không? Cây mai đó cũng chắc là to nha các bạn. Chiếc máy cày này quá cũ kỹ luôn các bạn. Mình bỏ cho mình nghĩ bỏ trong này chắc cũng 2-3 năm rồi đó các bạn. Mà nhưng cái đầu máy chắc còn mới nha. Cái xe mình bỏ thằng này nè, phải có chủ nhà mình lại mình hỏi chủ nhà coi cái chiếc máy cày đó máy cày gì. Dây nhợ bỏ lùm tùm luôn các bạn. Dàn cài còn dàn cài luôn, để mình lên quay dàn cài nha các bạn. Cái này dàn cài chảo nữa các bạn. Dàn cài chảo. Rồi cái đó dàn lắp lùm nước 3-4 cái luôn các bạn. Cái máy mang cái dàn cài rất là to nha các bạn, 2, 4, 6, 8, 9, 9 đĩa cài. Ở đây cũng có vài cái dàn láp nha các bạn. Rồi video mình đến đây xin kết thúc luôn nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha, có chủ nhà mình hỏi thêm nha các bạn. Bạn nhớ đăng ký theo dõi nha.